chàng pháo tay nhỏ xíu 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 nè. Trò này lúc nào cũng vui luôn. Nhìn đống này xem. Còng tay á. Ừ, sao lại có thứ này ở nhà mình cơ chứ? Thôi kệ đi. Mình mua cái quần này khi nào ta? Cho đi luôn. Sơn móng tay. Chẳng cần nữa. Thùng này đầy rồi này. Xong xuôi rồi. Ồ, con gì chết vậy trời? Chợp mắt xong thấy khỏe cả người. Thêm đồ à? Xinh nha. Nhưng vẫn chưa đủ. Có gì trong này vậy ta? Wow. Chán chưa? Sơn móng tay hả? Xài cái này cũng được đấy nha. Làm móng chuyên nghiệp nào. Nhưng không phải kiểu bạn quen thuộc đâu. Lần này chúng ta sẽ trang trí ngón tay. Bạn thấy giải sơn đó không? Để đó cho khô đi. Rồi đưa vào hơ đèn UV này. Cũng không lâu lắm đâu. Giờ thì kéo nó ra và bắt tay vào trang trí nào. Cọ đầu nhỏ. Vẽ xỉu dễ luôn. Trái tim nhìn cưng muốn xỉu ấy trời. Sẽ mất khoảng một phút đấy. Nhưng bỏ công mà. Đó, giờ bạn đã có nhẫn rồi. Hai cái luôn. Chỉ thở bằng miệng thôi. Hả? Hết sảy con nhà bà Bảy. Nhẫn kia nhìn đẹp dã man con ngan. Đầy á. Bán lại cho em nhé. Đưa tiền đây. Nhẫn trước. Thôi được rồi. Yay. Dầu to rồi. Thôi, rửa là được. Gì cơ? Mấy cô muốn mua thêm nhẫn á? Xem phim kinh dị hả? Tớ xin lỗi nha. Này, chờ tớ xíu nhé. Nàng mê ta như điếu đổ. Phiu, càng lúc không khí càng nóng hơn. Khoan, khuyên tai của mình đâu? Hẳn là lúc nãy mình quên đeo rồi. Đó, nhìn quyến rũ hơn hẳn. Không, khuyên tai ơi. Đùa tôi hay gì hả trời? Mình thật sự phải làm chuyện này sao? Ôi trời. Hả? Đây không phải khuyên tai. Khoan, có phải không? Hả? Ôi trời ạ. Này. Sao thế? Tại mình à? Không. Sao? Nói tớ nghe. Bông tai yêu thích của tớ đây. Này. Bỏng ngô không? Không. Này, ít nhất mình đã cố. Khoan, biết đâu mình dùng được cái này. Bạn có bỏng ngô đầy màu sắc ư? Xỏ nó vào móc khuyên tai. Bỏng mềm xốp nên xỏ rất dễ, thấy không? Thành công rồi này. Chà đà. Hả? Tặng cậu đấy. Wow, vừa xinh vừa nhẹ nữa chứ. Cậu đúng là anh chàng ngọt ngào nhất. Thưởng một nụ hôn nè. Thôi bye bye nha. Ôi, chào bạn Hiền. Sẵn sàng quẩy chưa nào? Ơ kìa. Ui, tớ xin lỗi nhá. Mà chờ chút. Cháu trai mình có cái này nè. Chúng ta chỉ cần một cây súng bắn keo nóng và những màu sắc vui nhộn thôi. Bơm keo vào bao nhiêu lỗ tùy ý. Hoàn hảo. Và thế là ok con dê luôn. Chà, gần thôi. Cậu muốn đeo thử không? Được rồi nhá. Vừa vặn như in luôn. Tớ thích lắm. Cảm ơn cậu. Đi thôi. Tụi mình ngã chổng vó và không đứng dậy được này. Wow, cái màn hình này to thật đấy. Nhưng thế nào cũng đã còn mắt lắm luôn. Ok, trong này còn có mấy cái dây. Sao lắm vậy trời. Chắc cái này cắm vào phía sau nhỉ. Cái này ở đây. Rồi đến mấy cái dây này. Mệt bở hơi tai luôn. Dây dợ gì mà lắm thế không biết.
Tớ vừa tự làm cái nhẫn cưng xỉu này nè. Úi giời, rối tinh rối mù luôn. Cậu có nhiều dây dợ nhở? Ê, sao tụi mình không thử dùng bút 3D này đi? Nhìn nhé, tớ sẽ để dây ở chỗ này, rồi dùng bút vẽ. Thấy không, dây được cố định rồi. Ta-da, vừa gọn gàng vừa đầy màu sắc luôn. Thế giờ tớ cắm dây nốt được rồi đúng không gái? Ôi hay quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Trông cũng dễ thương, dễ sợ luôn ý. Hôm nay là ngày chán nhất của đất. Ngờ sao? Hoa đẹp quá kìa. Không biết là... Ôi mẹ ơi, con chỉ muốn nói là con yêu mẹ lắm. Ồ, con trai dễ thương của mẹ. Yeah, hái hoa thôi. Woohoo, về nhà thôi. Ôi trời, hỏng hết mất rồi. Mẹ ơi, con có cái này cho mẹ. Vì mẹ rất là quan trọng đối với con. Oh wow, tặng mẹ ạ. Chỉ để thể hiện là mình quan tâm, ba nhé. Giờ phải làm gì với đống này đây? Ôi chà, khoan, có lẽ mình có thể làm gì đó với nó. Oh yeah, bạn có hộp đựng cũ bằng giấy. Hãy úp ngược nó và đặt một ly rượu vang lên trên. Cũng úp xuống. Sau đó, rắc hoa xung quanh rìa. Dùng bất cứ màu nào bạn thích. Sau đó đổ nhựa lỏng vào phần này. Nhớ đổ đầy lên tới mép luôn nha. Đừng có lo, nó sẽ phủ kín hoa. Sau đó thì đợi cho cứng lại. Giờ thì bỏ ly ra và bạn có chiếc vòng tay lộng lẫy này. Đúng là có 102. Bạn có thể làm nhiều tùy thích. Mẹ ơi, mẹ có thích rắn không? Đủ giả đấy, bình tĩnh đi. Hả? Bro, chương trình thật tuyệt vời. Nhưng họ có tha thu ngầu thế này không? Hả? Wow. Wow. Ok, tớ cũng phải sắm một hình. Tự dưng nhìn David hấp dẫn quá. Chào, tớ sờ thử nhé. Oh, ow, đau à? Không, nhầm nhò gì. À, đau quá má ơi. Anh đang làm gì tôi hả? Ồ, ra là chưa bắt đầu à? Úi cha, sẵn sàng chưa? Chắc là rồi. Ôi trời, tôi thực sự tha thu này. Không, không á, cậu dũng cảm quá. Ước gì tôi cũng có hình xăm đẹp. Nhưng ít nhất tôi có thể ra vờ nhỉ. Nhìn tớ này, mực mà đòi khoe à? Không giống của tớ. Oh, sao bây giờ? Mình vẫn có thể gây ấn tượng. Thấy cái này chứ? Ừ, tớ có thể quay cực nhanh luôn đấy. À, chả ăn thua gì cả. Có cách nào thu hút sự chú ý của David không? Đúng rồi. Này, mẫu này nhìn hợp với tớ hơn nhỉ? Ờ thì không. À, chán như con rán. Mà chờ một chút. Mình biết mình phải làm gì rồi. Lấy một cái kẹp giấy và cắt phần đầu thế này. Vậy là bạn có nhiều mảnh như thế này. Bạn chỉ cần 4 mảnh là đủ. Wow, khuyên của cậu đẹp hết sảy. Mà cậu xỏ khuyên quá trời nữa ha. Còn tớ lại chỉ có một hình xăm vô tích sự này. Đi chơi không? À, chúc may mắn lần sau. Thành công mỹ mãn. Oh yeah. Annie. Annie. Này, bố cần con mắc rèm cửa lên. Ngay. Không. Có. Con không chịu nghe lời bố à? Thật ngớ ngang ngớ ngẩn. Sao mày mình với cao lên vậy được? Ok, chắc là với tới này. Trời, không thấy gì. Wow. À, má ơi, vòng tung khắp đời rồi còn đâu. Mình không treo được. Khoan,
Mình mới nghĩ ra một ý cực hay. Bạn thấy vòng rèm cửa chứ? Hóa ra chúng khá là linh hoạt đấy. Đầu tiên hãy đổi màu nhé. Tớ thích màu vàng. Và đừng ngại phủ lên vài lớp cho đều màu nhé. Khi đã khô, luồn một sợi duy băng dày qua cái vòng đó. Cứ luồn qua vài lỗ như vậy. Gấp duy băng ra sau khi bạn cho thêm các vòng vào. Cứ tin tớ đi. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Và đây sẽ là món trang sức quý phái. Thấy không? Dù sao thì ai cần rèm chứ. Thế này có phải lộng lẫy hơn không? Hả? Sao mà con nghĩ ra được như vậy? Đó. Xong một nửa rồi. Đưa bốn đốt nửa kia. Cơ mà trông cũng đẹp thật. Đúng là mệt mỏi. Không thể tin nổi. Đây đúng là một phát hiện chấn động. Phẩy phẩy nhẹ nhàng này. Đây là một hiện vật hoàn hảo bằng gốm đến từ thời La Mã. Đời mình lên hương rồi. Phải tìm chỗ nào an toàn để cất thôi. Cái kệ này được đấy. Nhìn đẹp tuyệt luôn. Dọn dẹp nhà thôi. Chỗ nào cũng bụi khiếp hồn. Cái cốc này là sao? Bẩn với cũ quá đi mất. Nhưng mình có cách rồi nha. Úp ngược cái cốc này xuống này. Lấy một tờ giấy bạc và vo tròn nó lại. Thêm một chút keo và quả bóng lung linh thôi. Sau đó đính quả bóng vào đáy của cái cốc. Thêm 3 quả nữa cho lồng lộn nhá. Nặn giấy bạc thành hình như vậy và đính nó vào thành cốc. Và dán thêm một dải giấy bạc ở phía đối diện. Giờ phủ keo pha mài lên chỗ giấy bạc. Đừng để sót chỗ nào đấy nha. Phủ keo lên cái cốc luôn nữa này. Bắt đầu ở miệng cốc và để keo chảy xuống từ từ. Khi keo đã khô thì chúng ta sẽ có một cái cốc như vậy. Đừng quên thêm một chú mặt cười nhá. Nhìn tuyệt hơn nhiều rồi. Mẹ ơi, mẹ nhìn thấy món đồ cổ của con không? Là một cái cốc nhỏ ạ, nhìn siêu cũ luôn. Mẹ sửa giờ này, xinh không? Mẹ đùa đấy ạ. Cả đời vất vả. Đi tong rồi. Con không thích sao? Nơi này chẳng khác gì trong ảnh cả. Mình nên làm gì trước đây ta? Mình ghét xem thời sự. Khoan đã. Ui á. Vâng ạ. Có chuyện gì thế ạ? Tên trộm này đang lùng sục khắp thành phố. Hãy trông coi đồ đạc cẩn thận. Tên này có thể nhảy qua bất cứ thứ gì. Cửa sổ khóa là tài đặc biệt của hắn. Một người qua đường đã thấy và đuổi hắn trên phố. Nhưng tiếc thay, hắn vẫn chưa bị bắt. Nếu có thông tin gì, hãy báo cảnh sát. Nhà bạn đang gặp nguy hiểm. Eo ơi! Thế này ai mà dám ra đường nữa? Mình chẳng dám ra ngoài chơi. Đồ trang sức ở khắp mọi nơi. Cả tiền nữa đây này. Trừ khi... Thật may mình đã thủ sẵn kế hoạch. Chờ xíu nha. Đường xa ghê. Nhưng trước khi mình dỡ đồ, để xem dạo này thế nào rồi. Tên trộm nhà. Cái thằng trộm xấu xa này. Được của nó. Hộp trang sức à? Hả? Chả có gì ngoài cái kẹp tăm. Mất công quá. Đồ có giá trị đâu hết rồi cơ chứ. Vẫn chả có gì. Không thể hiểu nổi. Nghĩ nào. Thùng rác. Không đời nào. Cảnh sát. Mình phải chuồn lẹ khỏi đây. Ôi không. Chả, hiệu nghiệm kỳ diệu luôn. Và chỉ cần một quả bóng nhỏ thôi. Xem này cả nhà ơi. Bạn có ấn tượng không? Thay vì những chỗ hiển nhiên, hãy cất trang sức ở những chỗ ít ai nghĩ tới. Sẽ chẳng ai nhìn trong này đâu. Vì vậy, nó là một điểm giấu đồ hoàn hảo. Hãy dùng một miếng bìa cắt tông như thế này và cắt một hình tròn ở chính giữa. Nhỏ keo nóng ngẫu nhiên lên bìa cứng để dán vỏ kẹo vào rác. Nhưng đừng để lộ bìa cứng ra là được. Cứ tiếp tục. Và khi đã phủ kín rồi, bạn đã có một chỗ giấu đồ cực đỉnh. Chị đã sắp xong chưa ạ? Nói chung cũng gần xong rồi. Tuyệt.
khoan. Mẹ sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy hình xăm này cho xem. Hello, sao lại thẫn thờ thế hả? Xin lỗi ạ, em đang hoảng ạ. Được rồi, hít sâu nào. Em cảm ơn. Mà chờ chút. Có ý hay rồi đây. Lấy một khuôn cao su như thế này và nhồi kẹo gấu dẻo nhiều màu vào. Tớ sẽ dùng nhiều màu khác nhau luôn. Cứ nhét kẹo gấu xung quanh vòng nhé. Rồi cẩn thận đổ keo epoxy lên trên gấu. Đổ đầy luôn nha bà con. Vậy là đeo được rồi. Dễ thương muốn xỉu luôn này. Và che hết hình xăm luôn này. Yên tâm rồi. Xăm đã rồi, che đi sao? Thử tùy em. Con về rồi à Betty? Vâng ạ. Hả? Con xăm à? Hình nhỏ dễ thương đấy. Nhưng nhìn của mẹ này. Đó. Mẹ là số 1 ạ. Mẹ nào con nấy mà. Dọn dẹp nhà cửa thôi. Cái gì đây ta? Ai uống nước mà không lau bàn đi vậy nè? Chùi một phát là xong, sạch sẽ rồi đấy. Lại nữa sao? Cứ tưởng mình mới lau rồi mà nhở. Không sao, lau lại là sạch bong ấy mà. Sang phòng khác nào. Trên gương luôn hả? Sao lại có thể như thế được? Lau luôn vết trên mặt ông xã này. Cứ ngủ ngon nha anh yêu. Phù, cuối cùng cũng dọn dẹp tình tươm rồi. Cái gì thế? Ở đâu ra mà lắm vậy trời? Thế này thì ai mà chịu cho nổi? Hả? Cái gì đây? Hả? Là bút 3D à? Để mình thử làm cái gì hay ho xem nào. Mình sẽ tô viền quanh miệng để đo cốc. Thế này nè. Giờ trang trí một chút xíu nè. Bắt đầu với mắt và miệng nhé. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh kìa, dễ thương xỉu luôn. Được rồi, giờ thì bắt đầu dùng bút in 3D. Mình sẽ dùng nhựa vàng để tô bên trong đường tròn. Xong nè, giờ tới màu trắng. Tô cả mắt nữa nè. Màu đen cho con ngươi và miệng. Còn chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu này nữa. Ồ, mình khéo tay thật đấy. Khuôn mặt nhỏ này dễ thương quá đi. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy ạ? Không! Đừng có mà đặt cốc xuống. Xuất chiếu đi mặt cười, hãy cứu lấy cái bàn. Kể từ giờ, dùng miếng lót cốc cho mẹ. Mẹ phải lau bàn suốt ngày đấy, tôi mệt mỏi cô lắm rồi. Rồi, dọn phòng luôn đi, còn gái còn đứa. Phải công nhận là miếng lót này dễ thương. Chào cô. Lại một đứa mê trai. Dạ cháu gửi. Để xem ta có thể làm gì nhé. Ok. Cô thấy gì thế ạ? Lá bài. Ngầu quá. Không sao. Ok. Đừng lo, tình cầu sẽ nói lên tất cả. Hỡi tình cầu, hãy cho ta biết ý nghĩa của tình yêu. Vậy là sao hả cô? Đúng là khủng khiếp mà. Thôi, cháu đi đây. Khoan, ta đã nhìn thấy một thứ. Chuẩn, đúng rồi. Lấy chút keo epoxy và đổ màu thực phẩm đỏ vào đó. Rồi khuấy thật đều lên. Đẹp quá ha. Rồi đổ hỗn hợp vào loại khuôn bạn thích. Và khi nó cứng, lấy nó ra nhé. Nhưng đến đó còn chưa xong đâu. Giờ ta mới có dây chuyền nè. Ngắm đi. Cháu thích lắm. Đẹp hết dãy ạ. Anh ấy thích cháu ạ. Cảm ơn cô. Hạnh phúc nhé. Bye, đi thôi. Lại một ngày làm việc năng suất.
Này, cầm lấy. Chờ đã. Hôn anh đi. Em là tình yêu đích thực của anh đó. Không phát hiện nhịp tim. Chú ơi, cháu đến để làm phẫu thuật ạ. Chỗ này cứ rần rộn thế nào ấy nhở? Mình phải dũng cảm lên mới được. Được rồi, bắt đầu nhé. Gần xong rồi. Phew, đỉnh của chóp là đây. Xong rồi đấy, cháu xem đi. Wow, đẹp quá đi thôi, cảm ơn chú ạ. Trông mình xinh như hoa hậu luôn. Ủa, cô và Tiết rồi kìa. Ghế mình đâu rồi nhở? Của cô đây ạ. Chả, cảm ơn em nhé. Chấm điểm bài hôm trước nào. Bút đâu rồi ta? Đây cô ơi, cô dùng bút này chấm bài đi ạ. Cảm ơn em. Khăn gì mà khô không khóc thế này. Dạ, em mang nước để cô lau bảng dễ hơn đấy cô. Và đừng quên tối nay làm bài tập về nhà nhé cả lớp. Điện thoại của cô kìa. Không. Em chụp được nè cô. Ôi, cảm ơn em nhiều. Cho cô xin lại nhá. Nhưng thưa cô, điện thoại của cô trơn quá. Biết đâu lại rơi đấy ạ. Đây rồi, để em sửa cho. Em chỉ cô nhá. Em sẽ dùng bút in 3D để vẽ đường viền quanh ốp. Rồi, tô hết ở bên trong. Thẳng từ trên xuống dưới luôn. Đừng quên các cạnh nhé cô. Cạnh nào cũng trơn tuồn tuột luôn nè. Đã xong, phủ kín rồi ạ. Cô xem này, chiếc ốp mới toanh, chống trơn trượt đây ạ. Ôi trời đất ơi. Cảm ơn em nhiều lắm. Cô xin lỗi, cô có điện thoại. Không biết mẹ ngủ say chưa ta. Mẹ cử động kìa. Lấy rồi chuồn cho lẹ trước khi bị phát hiện nào. Phù, suýt thì tòi đời. Ê, nhìn này, chị lấy được túi mỹ phẩm của mẹ rồi. Thôi, mẹ không cho đâu, mẹ sẽ bực đấy. Em đúng là đồ thỏ đế. Sắp có người bị ăn đòn kìa bà con ơi. Tuyệt, màu son xinh dễ sợ luôn. Ôi mẹ ơi, còn có cả kéo nữa kìa. Tỉa một chút thế nào cũng xinh như minh tinh cho xem. Tóc mái đang là mốt đó nha. Chỉ cần cắt thẳng một đường là xong. Ôi không, mình làm gì thế này? Cái gì nữa vậy? Ôi giời, thôi rồi lượm ơi. Uầy, bút in 3D kìa. Để xem xử lý cái này cho chị. Chỉ cần vẽ hình như thế này là ra nè. Rồi tô hết bên trong. Thế là ổn áp. Xong rồi. Ok, giờ thì lật ngược lại nào. Mình sẽ nhỏ một chấm ở đây và gắn hai đầu lại bên ngoài với nhau. Xong rồi này, tới bước tiếp theo. Thêm chấm xanh cho dễ thương này. Nhưng đừng nhiều quá nha. Ok, em làm xong rồi. Cái này cho chị đấy. Đây. Để em chỉ cho. Thấy không nè, mai đã được cặp hết lên rồi. Wow, cảm ơn em gái nhiều. Ahem, ai lấy túi mỹ phẩm của mẹ đấy? Là em đấy mẹ, không phải con đâu. Ok là, quẩy thật sung lên nhé. Chúng mình đã tập luyện rất vất vả nên thế nào cũng được giải cho xem. Trông có vẻ đau đấy nhỉ. Sao cậu lại làm tớ ngã thế hả? Quần jeans của tớ rách rồi đây này. Xin lỗi, hai em bị loại. Cặp tiếp theo nào. Cảm ơn vì đã thưởng thức màn trình diễn này ạ. Ha, đi thi mà ăn mặc rách dưới như ăn xin thế kìa. Đồ củi bắp, nào tụi mình vào đi.
Trời ơi, sao mình lại đen vậy cô chứ? Tập khổ quá trời luôn. Tớ nghĩ ra cách sửa quần cho cậu rồi đấy. Nhìn nè, bút in 3D sẽ hiệu quả bất ngờ luôn cho xem. Nhìn này, đưa cái quần thủng đây cho tớ. Tớ sẽ dùng bút 3D vẽ vào chỗ này, kẻ các đường hướng về tâm của lỗ rách. Chuẩn, không cần chỉnh. Thêm vài hình tròn nữa này. Phải thật là tròn trịa nhé. Mấy vòng tiếp theo thì sẽ hơi cong một tí. Mạng nhện đấy, ngầu như trái bầu luôn. Xong rồi, quá là ổn áp. Đẹp không? Vẫn là lỗ nhưng đỡ phèn rồi đấy. Wow, cậu thông minh dễ sợ. Nhanh lên, chúng mình vẫn còn cơ hội cứu vãn á. Là hai bé lúc nãy bị rách quần đó sao? Hình như quần không còn rách nữa rồi. Xin mời các em trình diễn. Lần này mình phải thật xuất sắc đi nhé. Yeah, tớ không bị ngã nữa rồi. Hay lắm, tỉnh của chóp luôn. 3 điểm 10 từ các nhà giám khảo luôn. Biết ngay là sẽ thắng mà. Cảm ơn mọi người. Annie, biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời nhé. Em đồng ý sao? Ôi không, vậy là Hồng có nhẫn rồi. Khoan, anh biết. Mẹo này sẽ giúp anh đèo nhẫn lên tay em ngay. Đẹp phải không nào? Giờ dán nó vào ngay mặt này. Vấn đề được giải quyết. Em đồng ý lấy anh chứ? Lần nữa ư? Mong là đeo vừa. Wow, em mới đồng ý rồi. Đêm này là một đêm trọng đại. Tại nách mình sao? Dùng cái này khử mùi nè. Xong nhé. Chắc em ấy cũng sắp tới rồi. Đến lúc rồi. Vào đây nhé nhẫn ơi. Em ấy đến rồi. Bé ơi. Dạ. Anh yêu ơi, hôm nay em vui lắm luôn á. Em đói bụng không? Ăn bánh trước đi. Dạ được, hôm nay ở công ty. Ôi, thôi chết, em nuốt luôn rồi sao ấy. Dạ. Em không thấy cái nhẫn à? Anh bỏ vào trong bánh á. Thôi chết cha. Không. Vòng cổ của em. Dạ. Không có gì đâu. Chờ anh chút. Chúng ta có máy lả tóc này. Bọc giấy nến vào máy và cho hạt vào bên trong. Nhấn. Wow, tuyệt. Giờ thì bóc ra cả mảng. Rồi, quấn xung quanh bút lông. Nó cứng lại rồi đấy. Betty. Dạ. Liệu em có biến anh trở thành người hạnh phúc nhất không? Làm vợ anh nhé. Sao? Mình quên mất sinh nhật mẹ rồi. Còn đồng nào trong ví không ta? Cũng không luôn. Chắc mình phải còn chút tiền nữa chứ nhở. Chuẩn rồi, mua sắm thôi. Có mua nổi điện thoại không ta? Hay xe hơi? Một bông hồng thì sao nhở? Cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách. 2 đô thì mua được gì ạ? Chị mới bán bó hoa cuối rồi. Chán thế. Chị còn mấy cánh hoa rụng này. Thật ra có cách rồi. Đừng vứt cánh hoa rụng đi nhé mọi người. Hãy sơn một lớp sơn phủ trong suốt lên, rồi để dưới đèn UV. Khô rồi. Vậy là mình có thể đính móc bông tay này vào. Đẹp nhở. Cưng xỉu luôn. Mẹ. Betty à. Còn có thứ này cho mẹ này. Con gái ngoan của mẹ. Đẹp quá đi mất. Đúng là có 102. Cảm ơn con yêu. Mẹ yêu con. Bán hàng mới nào mọi người. Trang sức đây. Hàng mới ra lò hot hòn hot đây. Tuyệt tác vĩ đại của ta. Chào, chú trang trí chỗ này cứ bị đỉnh ấy ạ. Chú có quả cho cháu đây này.
Bút hả chú? Không phải bút bình thường đâu nha. Cháu có bút laser rồi chú. Vậy hả? Ok, thế cái này thì sao? Nhìn như son môi, nhưng coi nhé. Hả? Ấn tượng lắm đúng không? Chán nhỉ? Cháu có từ năm ngoái rồi. Khác với trà khứa. Để chú nghĩ phát. Hả, biết rồi. Tăng tốc được không chú? Nhìn thấy mọi thứ luôn nhá. Trời đất ơi, chú coi này. Thế này thì sao mà dùng ạ? Mình phải làm gì đây? À phải, mình có cái này mà. Đặt cặp kính bị gãy lên một mặt phẳng. Dùng bút 3D để tạo ra mối nối tại điểm giữa hai cái kính. Tiếp tục thêm nhựa lên khắp gọng của cặp kính này nào. Sau đó lặp lại tương tự với cạnh bên trên của gọng. Khi đã xong thì gắn cảng kính vào và dùng bút 3D dán nó lại. Vẽ lên khắp cái cảng luôn nhé. Vậy thì chẳng ai biết được cái kính này từng gãy cả. À, rửa xong rồi, nhìn hơi bị chất nhở. Cho cháu thử với. Chà, cháu thấy sao nào? Thôi, cháu trả chú này. Nhưng... mình hiểu ra rồi.